Xin kính chào các quý vị khán giả. Hôm nay tại Audio Thiên Hà, chúng tôi lại xin vui thùng S4700 đến từ hãng JBL. Và đây là những cặp sản phẩm mới nhất về đầu năm 2020. Và trên này thì chúng tôi đã có cái bản hướng dẫn 6 bước khui thùng của hãng JBL. Các bạn nên thực hiện theo đúng các cái vấn đề về khui thùng như này để đảm bảo được tính an toàn cho dòng sản phẩm. Còn tôi muốn nhấn mạnh với các bạn một chút về dòng JBL này. Đây là một dòng loa có thương hiệu lớn tại Mỹ và đã được rất nhiều người tiêu dùng Việt Nam cũng như trên toàn thế giới ưa dùng vì nó cho những chất âm rất là đẹp. Là một cái hai về hình thức của loa thì nó vượt theo giá trị cổ điển của thời gian. Và các bạn nhìn đây thì với hình nền bên ngoài này thì đây là một chiếc loa đã được bỏ mặt Acam. Và bên này là một loa vẫn có thể nguyên mặt Acam. Và cặp loa S4700 này của hãng JBL này thì nó lại được cho những cái nam châm rất là quý. Còn bây giờ thì tôi sẽ xin bóc thùng và chúng ta cùng có một cái sự trải nghiệm xem cặp loa này. Đây, theo đúng như quy trình của nhà sản xuất thì chúng ta phải rạch thùng. Với đôi S4700 này có trọng lượng lên tới 55 kg, thì cũng là một đôi loa for spelling rất là lớn. Và nó được sở hữu một cái cặp loa bát lên đến tận gần 40 cm. Tôi nghĩ đây chúng tôi còn đang nghĩ xem là chúng tôi đến phối ghép em đi bán dẫn hay em đi đèn. Nhưng ngày hôm nay trong cái cảm xúc rất là thích với cặp loa mới này, chúng tôi sẽ cố gắng đánh đi đèn. Và đây là những tấm chắn ngang và đây là hệ thống hút âm. Đây là các cái đồ hướng dẫn của hãng. Đó, full inbox đây. Các màn guarantee vẫn còn. Thì các bạn nhìn thấy cái sản phẩm mới này thì các bạn nhìn thấy có cái sự cảm nhận rất là đẹp. Với cấu trúc thế này thì các bạn nên hạ ngang loa chứ không hạ mặt trước hoặc hạ mặt đằng sau, vì để rút được chân đế này ra thì các bạn nên hạ ngang loa như này. Đó. Sau đó thì mình sẽ bỏ cái chân thế đế này ra. Mỗi một ngày đi làm được bóc những sản phẩm mới là những ngày được hạnh phúc, được trải nghiệm, không còn gì bằng. Đó là những con người yêu trong nghề audio. Rồi, sự lộ diện của cặp loa này bắt đầu là hé mở rồi. Và cặp loa này với màu vân gỗ hồ đào thì tôi nghĩ là rất là đẹp và thân thiện. Và các bạn nhìn thấy tất cả mọi cái đều gọi là hoàn hảo. Được, với loa 3 đường tiếng này với dải trầm 40 cm
Tôi nghĩ đây là một ước mơ của trong những người chơi những dòng loa mịn. Còn trung kèn, trung Miralia này thì rất là tuyệt vời, đây là độc quyền riêng của hãng JBL. Còn chép này thì chép là titanium, thì có thể lên đến tận gần 50 kg. Thì đây là một cấu trúc, tức là ba giải của dòng JBL này cho con người có cảm xúc âm thanh sẽ là tốt nhất. Tại sao tôi nói vậy? Vâng, các bạn nhìn đây thì sẽ thấy là tất cả đây là cái sự vượt trội của hãng JBL khi đưa vào dòng sản phẩm này là đều đưa cái dùng cái loại nam châm rất quý, chính là dòng Neolium, cho một nam châm từ tính vĩnh cửu. Khi người chơi thì nam châm này cái ground nó cực mạnh, nên khi các bạn chơi thì cảm thấy cái sự cảm nhận của nam châm này rất là tuyệt vời khi nghe nhạc. Còn với dòng loa bát này thì các bạn nhìn đây thì các bạn đã thấy có sự cảm nhận của nó rồi. Riêng bát này thì đã mềm, êm, sâu. Còn cái chất âm màu đen như thế nào thì tí nữa chúng tôi sẽ có một chương trình 2 để phối ghép với âm lý đèn hay là bán dẫn. Hôm nay thì với đôi loa này độ nhạy lên đến 94 dB, trở kháng 6 ohm, thì có như chúng tôi sẽ tìm một âm lý đèn thích hợp để chúng tôi sẽ đánh để làm sao tìm được cái màu sắc âm thanh của cặp loa này. Vì trái tim là bộ giả, nhưng mà đây chính là trái tim thứ hai thì lại là cặp loa JBL 4700S. Và với một thể tích thùng như thế này thì tôi nghĩ là với các bạn mà nhà có diện tích tầm khoảng 25m đến 50m thì các bạn hãy lên thử một lần để nghe và sử dụng dòng này. Với những người thích yêu những giọng vocal, nhạc đồng quê hoặc là chất gầy những guitar mộc cổ điển analog thì đấy là một điểm nhấn mà tôi muốn giới thiệu với các bạn cặp loa này. Còn sau đây thì tôi sẽ xin tiếp tục khui thùng thứ hai, và sau đó lên phòng test lab thì chúng ta sẽ có những buổi trải nghiệm để cách phối ghép và phong cách chơi của audio. Xin mời các bạn.